Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK. Với game AFK Arena thì chúng ta có tất cả là 7 hệ các bạn. Hệ ánh sáng, hệ thú, hệ rừng, hệ sát, hệ thiên thần, hệ địa ngục và hệ không gian. Trong đó thì hệ ánh sáng, hệ địa ngục, sorry các bạn, hệ thiên thần, hệ địa ngục, hệ ánh sáng, hệ thú, hệ rừng và hệ sát thì đều đã có những cái con tướng thức tỉnh của mình. Bên hệ thiên thần thì chúng ta có phượng thức tỉnh. Bên hệ địa ngục thì chúng ta có Aegis thức tỉnh. Bên hệ ánh sáng thì chúng ta có Then thức tỉnh. Bên hệ thú thì chúng ta có Sư Huyết Vuốt thức tỉnh. Bên hệ rừng thì chúng ta có Solai thức tỉnh. Và mới nhất là bên hệ sát thì chúng ta đã có Baden thức tỉnh. Vậy hệ không gian có tướng thức tỉnh không các bạn? Và nếu hệ không gian có một vị tướng thức tỉnh thì bạn nghĩ vị tướng nào xứng đáng trong cái slot tướng thức tỉnh của hệ không gian? Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với cái video dự đoán cái tướng thức tỉnh tiếp theo. Và nếu hệ không gian có tướng thức tỉnh thì chúng ta sẽ dự đoán là con nào sẽ là tướng thức tỉnh các bạn nha. Và cơ chế nâng tướng thức tỉnh của hệ không gian luôn. Rồi, theo thứ tự ở đây thì chúng ta thấy có những con tướng hệ không gian. Và cái xu hướng làm tướng thức tỉnh của Lilith sẽ là những cái con tướng phế sẽ được ưu tiên làm trước các bạn nha. Bởi vậy nên con Enzogo, Enzama này nó sẽ được bỏ qua là cái chắc chắn rồi. Chúng ta đến với vị trí tiếp theo đó là nhà tiên tri phần mềm Maylin. Bạn này hiện tại cũng đang rất là được ưa chuộng các bạn. Dùng rất là nhiều, chắc chắn là cũng sẽ bỏ qua. Chúng ta có Apido. Ngồi vị tướng này chúng ta ngồi ghép chung với cái con Enzima. Chúng ta còn ghép chung với nhiều con khác. Bởi cái xích 30 của nó các bạn, nó tăng hiệu quả tấn công và phòng thủ. Nó cộng lên rất là nhiều chỉ số các bạn. Đây, cộng được rất là nhiều chỉ số cho team. Nên hầu hết là team không gian để dùng bạn này. Bạn này vẫn còn đất diễn rất tốt các bạn. Rồi, Zone of hậu vệ bình minh. Vị tướng này mới ra, dùng rất là nhiều. Ezio dạo này thì xuất hiện lại rất là hoành tráng các bạn. Bên cạnh team con A sư dùng trong thủ BBB. Rồi bạn này thì chắc chúng ta không cần phải bàn nhiều các bạn. Hiện tại thì chúng ta thấy xuất hiện rất là nhiều trong cái team low map. Bởi vì khả năng CC vô cùng mạnh của mình. CC một lần full team bên kia. Hiện tại đang xuất hiện rất là nhiều với mức độ phổ biến của low map là gọi là thường xuyên. Hạng 16 luôn các bạn. Win dạo này Win cũng trở lại với cùng với Aeron trong chiến dịch rất là nhiều, do đó thì cũng xứng đáng có một vị trí. Mình nghĩ nó sẽ không phải là nằm trong cái list mà tướng phế cần phải được làm lại các bạn. Rồi, Baba Yaga Melusina, vị tướng này thì ít dùng thật các bạn, khá là ít dùng. Tuy nhiên vị tướng này mới ra nên mình nghĩ cái slot được cho làm tướng thức tỉnh nó sẽ không cao, mình sẽ bỏ qua. Thơ chắc là không rồi các bạn. Rồi, bạn này Joker. Mình nghĩ nếu mà có cái con tướng mà cần được làm lại thì Joker mình nghĩ nó sẽ chỉ có một trong sẽ được một hưởng một slot các bạn. Đây, khá là ít dùng Joker. Tuy nhiên so với độ ra đời lâu đời ấy, thì vị tướng này còn xếp sau một vài con khác. Mình sẽ đến với một vài con khác nha. Hoàng tử 34. Lúc trước thì Hoàng tử 34 dùng rất nhiều các bạn. Trong một số cái ải chương ba mấy, một đầu 40 dùng rất là nhiều bởi khả năng CC vô cùng ảo và khả năng né của mình. Nhưng mà lên cao thì khả năng CC của vị tướng này được một cái CC rất là nhiều nha. Vị tướng này có khả năng CC rất là nhiều, tuy nhiên cái thời gian CC quá ngắn các bạn. Thời gian CC hơi ngắn, nó mà CC lâu kiểu như con Leona đều NC, vị tướng này sẽ là nắm trùm. Rồi, nhưng vị tướng này cũng khá là mới ra, nên mình nghĩ có một slot tướng phế thì vị tướng này chưa phế đâu. Rồi, vị tướng này Nakoruru. Nếu mà nói tới những vị tướng phế mà cần được làm lại của hệ không gian thì một mình sẽ vô tê các bạn này. Nakoruru mà một vị tướng hệ không gian ra rất là sớm. Lúc trước thì rất được ưa dùng nhưng về sau thì gần như là không thấy dùng luôn các bạn. Lúc trước thì ta có dùng vị tướng này để leo tháp nè. BBB. Nói chung là chơi solo 1-1 rất là ảo luôn các bạn. Focus vào một con thì coi như con nó đi là cái chắc. Hiện tại thì khá ít dùng và mình nghĩ nếu mà có tướng thức tỉnh của hệ không gian thì bạn này sẽ có được một vé, chỉ một vé để bốc thăm. Rồi chúng ta vị tướng này mới ra chắc là không có rồi các bạn.
Lãng khách giang hồ Yukio Tachibana. Đây. Một, đến từ cái tên này, lãng khách giang hồ Yukio Tachibana. Đây là một con tướng khá là phổ biến, khá là nổi tiếng các bạn, trên rất là nhiều tựa game. Nhưng mà qua bên AFK Arena thì nó kiểu như khá bị thất sủng, dùng rất là ít. Nên mình nghĩ con tướng này nếu mà hệ không gian cả tướng thức tỉnh thì bạn này chắc chắn sẽ có một slot vào top 1 80%. 20% còn lại thì mình sẽ dự đoán cái con này Nakoruru. Còn 80% còn lại mình dự đoán cái khả năng Yukio được thức tỉnh rất là cao. Một lãng khách giang hồ với bộ kỹ năng tuyệt vời như thế này bị bỏ số thì khá là tiếc các bạn ha. Khá là tiếc, dùng rất là ít. Rồi, bạn này cũng mới ra nên slot sẽ là không có luôn. Và hai vị tướng mình dự đoán đó là Yukio Tachibana. Một vị tướng còn lại là Nakuro. Hai con tướng khá là nổi tiếng nhưng mà độ phổ biến trong game AFK thì gần như là rất thấp. Với con Yukio Tachibana thì giờ mình sẽ bàn chủ yếu về con này, tại vì mình dự đoán cái khả năng thức tỉnh vị tướng này cao hơn. Với đặc trưng của hệ không gian là chỉ thừa sở một mảnh tướng, sau đó chúng ta sẽ ghép chung với một con tướng còn lại khi được thăng thiên hoặc bằng với con tướng mà chúng ta ghép. Dù ở đây con Yukio chúng ta một mảnh tím ghép với con Biden thì được cái con Yukio 5 sao. Và mình nghĩ cái đặc trưng của hệ không gian này tới khi được tấn tướng thức tỉnh nó sẽ không có loại bỏ đặc trưng này các bạn. Chúng ta cũng chỉ cần sở hữu đúng một mảnh tím, sau đó chúng ta ghép và chúng ta được một con thức tỉnh 5 sao hệ không gian. Nhưng mà cái điều kiện nhận mình nghĩ là con tướng thức tỉnh đầu tiên của hệ không gian chắc có thể là nó sẽ cho chúng ta nhận free thông qua một cái sự kiện đó các bạn. Có thể là nhận free nha, thông qua một sự kiện nào đó. Đặc trưng của cái con Yukio này nó là nhát chém tốc độ, kiểu như là nó chém nhanh các bạn. Nó tấn công nhanh, chém nhanh làm cho đối phương mà không kịp làm gì hết. Nên mình nghĩ là cái nếu mà thức tỉnh thì nó sẽ vẫn giữ lại cái khả năng này. Khả năng tấn công liên tục, dồn mục tiêu vào chân tường, nói chung là tấn công liên tục không cho đối phương trả đòn mà. Thì cái kỹ năng tướng thức tỉnh vẫn còn giữ lại của con Yukio Tachibana này sẽ là kỹ năng đó. Khả năng mà dồn dập tấn công liên tục vào đối phương ha. Ok, và trên đây là toàn bộ dự đoán của mình về cái tướng thức tỉnh hệ không gian. Còn các bạn nghĩ như thế nào về cái tướng thức tỉnh tiếp theo, các bạn có thể để lại bình luận bên dưới video. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin chào tạm biệt. Bye bye.